KOL, chuyên gia y tế có tầm ảnh hưởng trong xã hội số. Trong thời đại truyền thông số và cá thể hóa, truyền thông y tế truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đặt ra những vấn đề mới cần giải quyết. Nếu không thay đổi, truyền thông y tế sẽ trở nên lạc hậu và không đáp ứng được với nhu cầu của cộng đồng. Ngày 6 tháng 7 năm 2024, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khai mạc và tọa đàm Phương thức mới trong truyền thông y tế, thu hút gần 300 đại biểu tham dự. Nhà báo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương Bộ Y tế chia sẻ: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu trong việc áp dụng các xu hướng truyền thông mới. Chuỗi hội thảo sẽ giúp các y bác sĩ, nhân viên y tế trở thành những KOL, Key Medical Opinion Leader, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Theo giáo sư Robert, trưởng khoa kinh doanh trường Đại học RMIT Việt Nam cũng cho biết, chuỗi hội thảo KOL sẽ giúp các chuyên gia y tế phát triển kỹ năng truyền thông, đối mặt với thách thức và tận dụng cơ hội trong giao tiếp y tế. Chia sẻ tại chương trình, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Bình, nguyên phó giám đốc, chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên đà phát triển mới, việc bệnh viện phát triển sáng kiến xây dựng đội ngũ KOL sẽ thúc đẩy các y bác sĩ, nhân viên y tế chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn trong việc lan tỏa mạnh mẽ các thông điệp truyền thông, tạo ảnh hưởng của mình trong việc cung cấp thông tin y khoa chính thống thiết thực đến đông đảo người dân. Đặc biệt tại chương trình, tọa đàm chuyên gia y tế và vai trò ảnh hưởng trong xã hội do Thạc sĩ Đỗ Thị Nam Phương, trưởng Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh dẫn dắt đã mang đến những chia sẻ thực tế, tạo cảm hứng để mỗi bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đều có thể trở thành KOL phụng sự cho cộng đồng tốt hơn. Tại tọa đàm, nhà báo Vũ Mạnh Cường đã nêu rõ các thách thức mà truyền thông y tế đang đối mặt trong thời đại số, đặc biệt là sự lan truyền của thông tin sai lệch. Và ngày hôm nay thì Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có đưa ra một cái sáng kiến là xây dựng một cái mạng lưới những người KOL ở trong ngành y tế, mà cụ thể là các thầy thuốc sẽ tăng cường cái hoạt động truyền thông của họ ở trên mạng xã hội, tăng cường cái sự hiển thị của họ trên mạng xã hội để làm sao đó lan tỏa các cái thông điệp của ngành y tế đến một cách nhanh chóng hơn với đông đảo công chúng hơn. Thì đây là một cái xu hướng tôi nghĩ là rất là tốt, và chúng tôi cũng mong muốn rằng là với cái sự trợ giúp của Đại học MIT cùng với lại cả các chuyên gia truyền thông khác của các chuyên gia y tế đó, thì trong thời gian tới chúng ta có thể xây dựng được một cái mạng lưới các KOL trong ngành y tế. Cũng tại tòa đàm, Phó Giáo sư Phạm Công Hiệp, chủ nhiệm nhóm bộ môn kinh doanh sáng tạo, Phó trưởng khoa phụ trách nghiên cứu và sáng tạo khoa kinh doanh của trường Đại học RMIT Việt Nam, đã thảo luận về vai trò của truyền thông số và AI trong truyền thông y tế, nêu rõ những kỹ năng cần thiết mà các KOL cần có để tối ưu hóa việc truyền tải thông tin y tế. Ông cũng giới thiệu về chuỗi hội thảo nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho các chuyên gia y tế, giúp họ trở thành những KOL có tầm ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, sáng kiến KOL với sự hậu thuẫn từ bệnh viện là một ý tưởng đột phá. Chúng tôi chào đón tất cả những ai có nhiệt tâm với xã hội tham gia vào mạng lưới KOL để tạo ra giá trị cho cộng đồng.